10 điều cần làm để được may mắn bình an trong ngày Tết. Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người cùng quay quần bên nhau, chúc nhau những điều tốt lành. Trong những ngày Tết nên làm gì, kiêng cữ gì cũng là điều mà mọi người cần biết để mang đến một năm nhiều an khang thịnh vượng nhất. Hãy cùng Tinh Hoa điểm qua 10 điều cần làm để may mắn bình an trong Tết nhé. 1. Treo ảnh rồng, phượng, trẻ con và cá chép. Tết Nguyên Đán là dịp mà mọi người cầu mong an lành đến với cả nhà trong năm mới. Rồng tượng trưng cho quyền lực và là vua dưới nước. Rồng có thể tạo mây và mưa để đem lại những vụ mùa tươi tốt. Và trong mắt con người, rồng chính là một hình tượng thần linh thiêng và tốt lành. Phượng đứng đầu các loài chim, có đầu mang hình dáng của gà trống, thân giống như vịt Bắc Kinh và có đuôi của chim công. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp và sự hòa bình, và còn là sự hồi sinh của hạnh phúc và tốt lành. Trẻ con và cá chép được dùng để thể hiện cuộc sống dư dả, sung túc và mọi việc luôn được suôn sẻ. Trong những ngày đầu năm, mọi người sẽ treo những hình ảnh này lên để thể hiện ước muốn có được sự hạnh phúc và thịnh vượng. 2. Chúc Tết. Vào dịp đầu năm mới, bạn hãy đến nhà người thân chúc Tết để nhận lại nhiều lời chúc may mắn cho mình. Không chỉ vậy, đây cũng chính là dịp để bạn gặp lại những người thân, bạn bè đã rất lâu không có dịp hội ngộ do bận công việc thường nhật. Chắc chắn những lời chúc Tết của bạn sẽ khiến cho nhiều người vui vẻ, ấm áp. 3. Ăn chay. Chúng ta vẫn thường quan niệm vào những ngày Tết nên ăn nhiều cỗ lớn với những món ngon được nấu nướng cầu kỳ. Thế nhưng, thức ăn chay lại chính là lời khuyên tuyệt vời cho dịp đầu năm mới, bởi tính thanh đạm của chúng sẽ giúp bạn tránh được các căn bệnh về nhiệt cơ thể và tiêu hóa. Thức ăn chay cũng rất dễ chế biến và có thể bảo quản nhiều ngày. 4. Tảo mộ. Tết là dịp để mỗi người chúng ta tưởng nhớ đến tổ tiên, nhớ đến những người đã khuất với tấm lòng thành kính. Theo quan niệm, tảo mộ trong những ngày này là để mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Đây cũng là thể hiện sự hiếu kính của con cháu, cũng là nét đẹp truyền thống ngàn đời. 5. Lì xì. Từ lì xì có gốc là lợi thị, lợi sự hoặc hồng bao. Dù được gọi với tên gọi nào, lì xì cũng mang nghĩa là tiền hên, tiền may mắn, điều lành, điều tốt. Người lớn lì xì cho người con, người cháu những đồng tiền lẻ, mang ý nghĩa từ những đồng này sẽ sinh sôi nảy nở. Đây là một phong tục tập quán từ lâu đời của người Việt. Cho và nhận lì xì trong phong bao màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Người cho trao đi may mắn, người nhận nhận lại sự may mắn để có một năm an lành thịnh vượng. 6. Mua muối. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Tục lệ này đã có từ lâu đời, vì mua muối vào những ngày đầu năm sẽ có thể xua đuổi ma quỷ tà ma và giúp cho đời sống của con người sung túc, mặn mà và ấm no. Muối thường được đựng trong túi gấm nhỏ xinh xắn. Đây cũng là món quà mà nhiều người trao nhau vào dịp Tết Nguyên Đán. 7. Uống nước cam. Có lẽ nhiều người thấy kỳ lạ với điều này. Tuy nhiên, uống nước cam vào những ngày đầu năm mới sẽ mang lại nhiều năng lượng và tài lộc. Màu vàng của cam sẽ mang đến cho bạn một sức khỏe dồi dào, cũng như sự giàu sang và phú quý. 8. Mặc đồ mới. Đầu năm mới, lựa chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất để đi chúc Tết. Nó sẽ mang đến may mắn cho bạn trong một năm. Tránh mặc trang phục đen, sắc tối để tránh xui xẻo trong một năm. 9. Khai bút và xin chữ đầu xuân. Từ lâu, khai bút đầu xuân đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Bởi nó không chỉ tượng trưng cho sự khởi đầu của một sự nghiệp, sự học, mà còn gửi gắm rất nhiều tâm tư, nguyện vọng về một năm mới suôn sẻ, hạnh phúc và thành công. Ngoài phong tục khai bút đầu năm, người Việt còn có một phong tục khác cũng đề cao tinh thần quý chữ. Tục xin chữ đầu năm đã trở thành phong tục và nét văn hóa mỗi độ xuân về.
đầu năm thường gắn với việc cầu xin những điềm lành, việc lành trong ao ước của con người qua những cuộc hành hương về nơi linh thiêng nhất. 10. Ăn bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng tượng trưng cho trời, bánh dày tượng trưng cho đất. Ngày đầu năm, thưởng thức miếng bánh chưng, bánh dày từ xưa đã là tập tục của người Việt cổ. Theo đó, con người thưởng thức nét đẹp, sự giao thoa, hiện hữu của đất trời, cho năm về, Tết đến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.